chào nhà cá. Ngon lắm, ngon lắm. Ủa, này bạn ơi, ăn được không ngon? Em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Anh ở Trương Mỹ. Trương Mỹ, Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dương Nội. Có 7 cây. 7 cây. Thế mà em nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến cái câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Khu từ Hà Đông. Khu từ Hà Đông. Mời nhà trai. Trời ơi, tao xin Quỳnh Linh. Đây. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời em ngồi. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Cháu là Tùng Bá Thường, cháu sinh năm 1995, cháu ở Hà Nội. Mình làm công việc gì thường? Cháu làm nội thất. Rồi mình từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, vâng. Giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ vâng, con chào chú Quyền Linh ạ. Chị Ngọc Lan ạ, em tên là Đặng Thị Hằng, sinh năm 1998. Hiện đang là nhân viên tư vấn tuyển sinh của một trung tâm tiếng Anh ở ngoài Hà Nội. Coi chừng hai bạn này đi cùng chuyến bay đó. Các bạn bay chuyến nào vậy? Em vừa mới đêm qua. Còn thường là bay lúc mấy giờ? Cháu bay từ 8:45 hôm chủ nhật. Bay trước rồi hả? Nhà trai vào trước nhà gái. Nói cho bên nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi thường. Ưu điểm của cháu là hoạt bát và hơi năng động. Chưa thấy hoạt bát. Nãy giờ hơi nhút nhát đó. Tại vì run quá. Thoải mái lên. Có khuyết điểm không? Có. Không biết nấu ăn. Ăn được không? Ăn được. Hơi sợ ma. Tướng này ma nào nó sợ chứ mình sợ ma gì trời. Bạn gái có sợ ma không? Em không ạ. Đó, thấy chưa? Vậy không sao. Ta con gái ta không sợ ma à. Bù trừ. Bù trừ. Rồi chúng ta đến với ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ vâng, về ưu điểm thì mọi người hay nhận xét là em khá là nhẹ nhàng và hiền. Về khuyết điểm thì bình thường thì em ngủ rất là sâu, thậm chí là báo thức kêu nhưng em không nghe được luôn. Em cũng đã từng có một lần từ hồi là sinh viên ngủ sâu quá thế là bỏ luôn thi. Trời ơi. Chào gái. Ồ dễ thương quá. Chàng trai đây rất là nhút nhát mà mỗi lần nhút nhát mà căng thẳng là chàng ấy muốn nghe nhạc. Nhà gái có thể hát tặng cho nhà trai bài hát nào đó để nhà trai năng động lên chút xíu không? Bên đây ngồi rung lắm. Thế thì em xin hát một bài bài cầu hôn. Cầu hôn. Ồ, thấy chưa? Nghe nha. Dạ. 2, 3. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn có đánh đá tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình gặp nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Nghe thấy sao, cảm giác sao? Thích chưa? Thích đó. Sao ạ? Thấy nhà nghe gái nhà ta rồi. Thấy thích rồi đó nha. Nhà gái tôi thế nào ạ? Thích rồi, dễ thương. Một cô gái rất là dễ thương, hát nghe ngọt ngào nữa. Nhà trai nghe thôi đã xém đổ rồi đó. Hôm nay tôi cảm thấy tự hào vì nhà gái của mình đó mọi người. Nhà trai tôi cũng được lắm rồi nha, cũng sói ca lắm á. Cao chắc cũng 1m9, 2m chứ không giỡn đâu nha. Nhắc tới chiều cao thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi luôn về tình trường của cô gái. Em thì chưa có mối tình nào cả. Trời sao ơi. Vậy cưng? Vậy là chắc là cái yêu cầu của em nó cao lắm đúng không? Em sẽ thích một người con trai bản lĩnh, một người hướng về gia đình. Chắc chắn là sẽ yêu thương người phụ nữ của mình. Còn về chiều cao sao em? Chiều cao bên thì... kia là lợi thế chiều cao đó. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, cao hay thấp đó. Vậy thì gia đình bên nhà trai dư sức đáp ứng nhu cầu của nhà gái. Em hỏi gì nó khó hơn đi. Đó, nhà trai tôi sói ca, cao hơn cây thang luôn, yên tâm. Ngon lắm. Ngon lắm. Ủa, này bà mối, ăn được không ngon? Mai mốt bên đây ăn, nên là tôi thấy, tôi nói trước là ngon. Ngon ta vậy mà ngon gì? Hấp dẫn. Hấp dẫn. Bây giờ này chàng trai nói cho chị nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình. Nhưng mà lý do chia tay là
Ừ, xa quá, một cái địa lý xa quá. À, định mệnh như đó, lần này đúng là rồi. Lại cùng ở Hà Nội. Gọi là định mệnh luôn đó. Ở đâu này, hỏi coi có ở gần phường nhau không? Em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? À, em ở Hà Đông. Anh ở Trương Mỹ. Là gần nhau không em? Gần ạ. À vậy hả? Ờ, Trương Mỹ, Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dung Nội. Ô, ô, có 7 cây. 7 cây. Thế mà em nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến cái câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Số từ Hà Đông ạ. Số từ Hà Đông. Sợ không? Sợ không? Không. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông nè. Em không thích đàn ông gia trưởng. Có gia trưởng không? À là không ạ, cái đấy em không có. Bên đây hiền lành lắm. Phải chẳng. Vũ phu. Vũ phu. Có thủi ai bao giờ chưa? À chưa, toàn bị đấm thôi. Bây giờ cái gu bạn gái em là gì nè? Hiền lành và chung thủy được. Vậy thôi hả? Vâng. Trời, hai bạn này sao dễ dàng quá. Mình đi với ai vậy em gái? À, hôm nay thì em có đi một mình thôi. Rồi. Xa quá. Còn chàng trai? Em đi mày gặp bác ấy. À, họ nhà cha chúng tôi đại diện của cháu Thường đây, chúng tôi một kỳ vọng rất lớn là hôm nay được gặp hai MC và đồng thời cũng là chúng tôi đi la mang một quyết tâm rất cao và một kỳ vọng rất lớn, đi không về không, tức là không bao giờ về không. Không ạ. Nhà trai đánh giá bên nhà gái thế nào nè? Về địa trí địa lý thì rất là gần, thế nhưng mà ngược trở lại thông qua cái chương trình này, vậy là cháu tôi có một cơ hội rất lớn. Cơ hội như thế này mà cháu không tận dụng được thì là cháu hơi kém. Tuy rằng tên là Thường nhưng bác kỳ vọng rằng cháu sẽ phi thường. Hay quá. Cảm ơn nhà trai đó. Chuẩn bị. Mở rào. Cố lên nha Thường nha. Nghe lời chú dặn không? Thì sao em? Mình một quạt này đây. Cảm ơn anh. Đứng đó chưa? Này mà này. Cảm ơn anh. Mình nói to lên cho mọi người nghe. Nãy giờ anh thấy em sao? Không, đúng rồi. Đó, bị phản đối rồi kìa. Nãy giờ nghe tiếng nói rồi gặp em anh thấy sao? Phi thường đâu. Hơi nhát thì em có thích không? Hay là có gì không thích không? À, em nghĩ là đó là tính cách của mỗi người. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội. Chưa nói gì mà cơ hội cái gì. Rồi thôi về chỗ ngồi đi. Chú kinh nghiệm truyền cho nó coi. Bác đang ở độ tuổi như con ấy thì ngay vào luôn là 100% luôn, không phải đắn đo gì nữa. Mọi khi thì nghe mạnh dạn coi như can đảm lắm mà sao hôm nay gớm gặp bạn gái thế nào tự nhiên lại mất hết coi như là cái uy lực, cái khí thế đi. Cứ yên tâm nhá, bình tĩnh nhá, tiến lên nhá, tiến chắc nhá, tiến vững bền. Và mình đã định như thế nào là quyết tâm phải thành công. Nghe lời bác chưa? Dạ nghe rồi ạ. Em gái, em cảm giác bên nhà trai thế nào? Em mời lời, em xếp đánh trước. Em đã không biết nói gì. Anh thì, anh cũng sẽ là một người hiền. Đúng, anh hiền, anh cũng hiền lắm. Tôi hơi nhát. Em nghĩ là giữa hai người sẽ cần có sự tôn trọng. Nghĩa là anh chỉ cần một người mẫu, người bạn gái này có thể là trung thủy là được. Cũng không nhất thiết phải là quá xinh, quá đẹp. Cũng mình chỉ là trung thủy là được. Và bây giờ anh nhà trai hỏi nhà gái là hẹn hò sao, em thích đi chơi đâu, thích ăn cái gì? Thực ra thì từ Trúc Sơn mà ra Dương Nội nó rất là gần. Gần lắm chị ạ. Thế nên là cái độ đi độ 50 phút là đến nơi rồi ạ. Một tuần thì thời gian em có thể dành vào thời gian nào? Công việc của em thì cũng khá là bận. Cuối tuần thì em có rảnh không? Cũng tùy hôm ạ. Sau này anh có vợ ấy, thì anh muốn là vợ mình sẽ đi làm hay là ở nhà? Anh, nếu mà anh có vợ thì anh sẽ để vợ anh thoải mái. Thích làm gì cũng được. Thoải mái là được. Nghĩa là công việc của em thì em có thể làm và công việc của anh vẫn làm. Làm hậu phương cho anh cũng được. Ờ, vừa rồi thì em cũng nghe là anh không biết nấu ăn ạ. Anh không biết nấu ăn. Nhưng mà nếu mà có lý do để nấu thì anh vẫn sẽ vào sẵn làm ở bếp. Qua chương trình này mình đã có duyên gặp nhau ấy. Thì anh hy vọng là mình không phải là người đầu tiên. Thì anh sẽ mong là mình sẽ người cuối cùng. Cái câu này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình đứng lên, mình tấn công tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái, mình nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Em phải làm như vậy thì em mới đem người ta về được. Chứ giờ em đứng đây xa quá người ta không nói. Chưa kể người ta cận, người ta không nhìn thấy được em. Ồ, em bị cận hả? Không, chị nói giả bộ vậy đó. Thế lên luôn em. Lên luôn, đúng. Máu lên. Đúng rồi. Mình đến đây là đã có duyên với nhau ấy. Em bảo là mình sẽ cho nhau một cơ hội để cùng bấm nút để về với nhau. Hai bạn
suy nghĩ cho kỹ nha. Cảm xúc của mình bây giờ thế nào, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Nắm tay liền thấy chưa? Hy vọng là giống như nãy bác nói á, con phải làm được điều gì phi thường nha, không có tầm thường nữa. Vâng. Nha. Rồi, xin phép mọi người cho em, cho anh thương em cái. Ngọt ngào lắm. Ngọt, rất là ngọt ngào đúng không? Vâng. Đấy, nụ hôn đầu tiên của cô con gái đó nha. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và chúc hai em sớm sẽ tìm hiểu nhau, sẽ yêu nhau, chăm sóc mối tình để nó thăng hoa. Biết đâu được cái Hà Nội nhắn tin vô là... Vâng ạ. Tin vui nha. Vâng, có thì cháu sẽ cố ạ. Rồi, cố lên á Thường nha. Vâng ạ. Chúc hai em hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn đi hướng này. Dạ. Như vậy cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai nào. Mời quý vị. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Còn về điểm yếu của em là hơi sợ ma. Hơi sợ ma. Đặc biệt là em sợ con rắn á. Đàn ông miền Tây mà sợ rắn nữa. Em không sợ con gì hết mà em chỉ sợ riêng con rắn thôi ạ. Em thấy anh ấy cũng dễ thương. Đặc biệt là đúng phù hợp với những cái tiêu chí mà ban lãnh đạo ở khoa mình đã đề ra. Phù hợp với những cái tiêu chí mà ban lãnh đạo ở khoa mình đã đề ra. Mời nhà trai. Rồi đi em. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và dạ, chào quý khán giả, chào em gái bên kia nha. Em đó chưa ra. Dạ em gái chưa ra ạ. Bây giờ thì mời nhà gái. Chào em. Mời cô gái ngồi. Có, em ra rồi nói à, nói đi. Anh chào em gái bên kia nha. Rồi mình tới với phần giới thiệu của nhà gái đi. Dạ chào chào chú Quân Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả ngồi giữa khán đài, chào anh bạn trai bên kia. Dạ em xin thì giới thiệu em là Phạm Thị Huyền, em sinh năm 91, gốc của em là ở Nghệ An, mà nhà em hiện tại đang ở Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em là điều dưỡng ạ. Em làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Điều dưỡng hả? Dạ. Làm bệnh viện nào vậy? Dạ em làm ở bệnh viện Hoan Mỹ Thủ Đức ạ. Rồi mời nhà trai. Dạ em tên Võ Phước Trường. Hiện tại em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại Lấp Vò, Đồng Tháp ạ. À, Trường có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi Trường. Vậy ưu điểm của em thì nói chung là em là người hay hát, rồi hoạt bát, hòa đồng, hiền, không hút thuốc. Còn về điểm yếu của em là hơi sợ ma. Hơi sợ ma. Ngoài sợ ma, sợ con gì nữa? Đặc biệt là em sợ con rắn á. Đàn ông miền Tây mà sợ rắn nữa. Em không sợ con gì hết, mà em chỉ sợ riêng con rắn thôi ạ. Ngủ thì đôi lúc có ngáy nữa. Ngáy dạ. Mấy nhịp cưng? Dạ ngáy cũng được thôi chứ không có nhiều. Dạ ngáy cũng được thôi chứ không có nhiều. Ngáy mà cũng được luôn hả? Dạ. Nhiều người ngáy là 8 nhịp mà có tới bè lần đó nha. Dạ. Còn về thể thao thì nói chung em chơi được nhưng mà cũng không có giỏi.
Mời nhà gái. Thì điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng, tính thì ít nói hiền. Còn nhược điểm của em là em dễ xúc động. Em vậy là em nhát. Nhát quá. Dạ. Nhát, dễ xúc động, có sợ ma không? Dạ không. À, em sợ những động vật không có chấn. Dạ, ví dụ như con rắn. Dạ. Thì hai đứa đi chơi mà gặp rắn chắc mạnh đứa nào nó bỏ chạy quá. Huyền bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em thì quen được một năm. Thì em mới phát hiện là bạn có người thứ ba. Không, em là người thứ ba chứ không vậy? Không, em là người thứ ba chứ không vậy? Ý là em cũng biết là bạn là có người yêu rồi. Thế nên thành ra em phát hiện em là người thứ ba nên em chia tay. Còn mối tình thứ hai thì tìm hiểu một thời gian nó hợp thì hai đứa tự động im lặng với nhau thôi. Cũng khổ ha, mình quen người ta một năm rồi mình mới phát hiện là người ta đã có một người ở kế bên rồi, tự nhiên cái mình trở thành người thứ ba mà mình không mong muốn. Dạ đúng rồi. Rồi để chị sẽ hỏi tình trường bên đây coi như thế nào. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Dạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đơn phương thì nhiều. Đơn phương thì nhiều. Dạ, nhưng mà mối tình chính thức thì được một mối tình ạ. Cũng dưới một năm ạ. Sao chia tay? Vì khoảng cách địa lý á, cũng có một số tính không hợp. Ủa bên đây yêu nhau đơn giản vậy đó hả? Chưa được. Sâu đậm luôn hả? Dạ. Có đưa bạn gái đi chơi này kia không? Dạ được 5 lần. Gần năm mà đưa người ta đi chơi được có 5 lần à? Dạ đi chơi là dạng giống như là đi xa gọi là 5 lần. Đi xa là được à? Giống như đi biển hay là đi Đà Lạt này kia. Thôi. Có điều kiện quá ha. Hồi nãy giờ là thấy hơi lấn cấn nhưng mà chi tiết này là thấy được. Nè, đó, ông thì... đưa người ta đi chơi xa đi Đà Lạt, người ta có nghi ngờ gì không? Thì đi Đà Lạt thôi chứ đâu có làm gì. Sao không biết làm, đi mấy ngày Đà Lạt? Dạ đi có một đêm à. Đi Đà Lạt gì đi có một đêm vậy ông? Dạ tại vì đi lên đây đi ở gần ở đây trước, sau rồi bắt xe ra. À. Dạ. Hai đứa đi xe đò hả? Dạ đi xe đò. Rồi ra Đà Lạt có... Dạ. Nắm tay không? Dạ có. Có hung. Có chung không? Dạ có. Được, nó cũng có bản lĩnh. Tính đi thêm nhưng mà thấy không hợp rồi. Ủa gì vậy? Vì có một đêm mà không hợp? Dạ không, ý là đi sau cái chuyến đi đó là về xong rồi thời gian thấy không hợp. Rồi xong rồi hai đứa tự rút lui. Nói chung là có việc gì đó là đa nghi, là bắt đầu là bạn sẽ nói rất là nhiều. Em thì thích phụ nữ hiền, dịu dàng. Rồi gì nữa, thích gì nữa? Giọng nhỏ nhẹ. Bên đây giọng nhỏ nhẹ. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Em gái, bây giờ thấy em trai chân thành không? Khai thiệt hết trơn, thấy chưa? Dạ. Sau hai mối tình đó mình có khuyết điểm gì, tại sao phải chia tay không? Em nghĩ là em tin người ta quá. Em tin người ta quá đúng không? Tin quá cũng là một cái bất lợi cho mình. Dạ. Trong tình yêu mà không có niềm tin thì cũng rất là đúng khổ. Đúng rồi, chính xác luôn. Nên là bây giờ cô gái này yêu lại một lần nữa là rất khó nha. Nhưng mà yên tâm, nãy giờ anh thấy chàng trai này rất là thật tình, có thể tin được. Dạ. Mình nghe, mình có cảm giác chàng trai nó như thế nào? Bạn thật. Thật, dạ. Thật lắm luôn á. Dạ. Đi có một đêm nó khai một đêm đúng luôn vậy đó. Thấy không? Dạ. Mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào nè? Cũng muốn mỗi tin tiếp theo của em là bạn lăng nhăng, gia trưởng, vũ phu. Thấy chàng trai này hiền lắm, không có lăng nhăng, không có vũ phu, cũng không có gia trưởng luôn á. Nhà gái có càm ràm, có nói nhiều không? Dạ không, em ít nói lắm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ bữa nay em đi với dì ba của em. Xin chào nhà trai ạ. Bạn gái đây cũng dễ thương, xinh. Cuộc sống người ta hay cần cái sức khỏe. Nãy có nghe em gái này nói là em làm bên điều dưỡng, chị thấy được á trường. Về là ok á trường. Sau này là bắt đầu hai bên sẽ tìm hiểu nhiều ha. Đúng rồi, điều dưỡng người ta kiên nhẫn lắm, chăm sóc chu đáo, yên tâm. Yên tâm, có người chăm. Người chăm sóc luôn. Người ngoài ta còn chăm được, đừng nói chi người nhà. Đúng rồi. Đúng không? Hỏi nhà gái đi với ai nè. Dạ em đi về đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi, chào nhà gái. Chào các anh chị em điều dưỡng. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hưng. Hiện tại em đang công tác tại khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, là đồng nghiệp của bạn Huyền. Hôm nay em đến đây thì có em và tất cả các đồng nghiệp của bạn Huyền. Đặc thù của cái ngành y ấy thì nó thời gian nó rất là khó khăn, nên là chỉ đi đâu có cần đây thôi. Chứ đúng thì nếu mà gì thì phải đi cả đoàn, có mic, phải xe 30 chỗ.
Em thấy sao, nhà trai sao? Em thấy anh ấy cũng dễ thương, đặc biệt là đúng phù hợp với những cái tiêu chí mà ban lãnh đạo ở khoa mình đã đề ra. Phù hợp với những cái tiêu chí mà ban lãnh đạo ở khoa mình đã đề ra. Tiêu chí thì sao? Tiêu chí thì năng động, đẹp trai và cao giáo, dễ thương. Anh hiền nữa đó. Được rồi đó. Cô này là chắc ở trong bệnh viện chắc được cưng lắm nè. Dạ cưng nhất khoa luôn. Trước đi chắc cô cả khoa họp đúng không? Tại vì cũng gấp gáp quá nên là họp cả đêm hôm qua luôn. Trời ơi. Dễ thương quá. Ở đâu mà tìm ra một cái môi trường làm việc như thế này? À, trời ơi. Tương thân tương ái. Đúng rồi. Lo hạnh phúc cho từng người trong khoa luôn. Hay quá, về cho gửi lời cảm ơn trưởng khoa nha. Dạ. Trước khi đi thì ban lãnh đạo khoa thì cũng giao cho em cái trọng trách đúng mà cực kỳ khó khăn đó. Làm sao để làm mai mối cho bạn Huyền. Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ được kết nối với nhau. Bây giờ mình tiếp tục nghe hai bạn trao đổi xem có hợp hay không nha. Dạ. Mở rào. Ráng lên nha trường. Dạ. Anh em khoa này dễ thương lắm á. Rồi mời chàng trai. À trời. Dạ, trời, có món quà đấy để dạ, anh cho. Dạ. Dạ, em không. Quyền thấy anh như thế nào? Anh hiền giống em. Anh thì cũng nói chung là thích phụ nữ ít nói. Ví dụ như tụi mình hẹn hò thì về vấn đề địa lý á, thì Huyền cảm thấy như thế nào? Em nghĩ nếu mà có tình cảm thì địa lý cũng là vấn đề. Thì công việc em ở đấy, hiện tại em vẫn làm ở đấy. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian mình gặp nhau thôi. Quan trọng mình có niềm tin. Công việc của anh á, là chủ nhật anh cũng vẫn làm. Nếu mà mình hẹn hò thì có thể anh sẽ xin phép được. Yeah. Để mình gặp nhau. Công việc của em thì Tết cũng phải trực, lễ cũng phải trực. À. Thì ngày ấy mà anh biết rồi, phải trực 24/24. Thì quen nhau thì mình sắp xếp thời gian để gặp thôi ạ. À, cho anh hỏi thêm là ví dụ như mình có duyên hẹn á, thì sau này em có về quê anh không hay là anh sẽ lên đây với em? Đồng Tháp em chưa đi lần nào. Thì sắp tới em sẽ được đi nếu em... Thì nói chung là em cũng muốn đi Đồng Tháp một lần cho biết. Mùa này xuống cá linh ngon lắm mọi người. Xuống lóc giò đó. Dạ. Ngay cái phà, con cái phà nó thơ mộng lắm. Ha? Đang có sen, đang mùa sen nữa. Đúng rồi, mùa sen nó tháp 10 đẹp nhất bông sen đó em. Tháp 10 đẹp lắm em ơi. Về Tràm Chim, về những cánh đồng lúa bao la dài bất tận. Cá linh nó nhảy cho nó trắng xóa một bờ sông luôn. Ra ruộng cá rô mề cũng nấu bằng bàn tay vậy nè. Ra ruộng cá rô mề cũng nấu bằng bàn tay vậy nè. Cá lóc con nộn nó bự vậy nè. Rắn con nộn nó dài vậy nè. Rắn con nộn nó dài vậy nè. Cái về vấn đề rắn thì về quê anh sẽ giấu mấy con đó hết. Thôi ơi. Sao giấu tại được? Vì cả hai đứa mình đều sợ rắn nên là anh sẽ không cho con đó xuất hiện. Nó mà xuất hiện thì sao anh? Thì mình chạy. Trời ơi. Bé Huyền bây giờ thí dụ như mà thấy con rắn cái ông này cũng chạy trước em rồi sao? Rồi sao? Chắc em cũng chạy quá. Trời. Rồi có giận luôn không? Tôi muốn ông này ông hứa với người ta nè. Bây giờ hai đứa đi chơi mùa nước nổi với Đồng Tháp đi. Rồi ông phát hiện ra con rắn đi. Ông có bỏ người ta không chạy không? Em sợ lúc đó là xỉu ngàn đảo còn đi rồi đi nói nữa. Ai bảo vệ ai? Tôi nghi chắc cô điều dưỡng để bảo vệ ông này quá. Lo sơ cứu. Em không ăn thịt rắn được luôn. Có ăn thịt rắn được không? Không, em ăn chay. Người ta ăn chay luôn. Lại em ăn chay trường luôn. Dạ không, em ăn chay kỳ thôi. Mà em quên nói một điều là nhà em là không có đi làm ruộng gì hết. Nói chung là về thì cũng hai đứa đi làm thôi à. Làm gì? Không có cơ hội đi vườn đi tược gì đâu. À, nhà em ở tại thành phố luôn đúng không? Dạ, cũng ở không gọi là thành phố quá, giống như ở rìa thôi. Hiện tại em ở dưới gì? Dì không có gia đình thì dì là ở chung với ngoại em xưa giờ. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ cũng gần nhà em luôn. Sao không ở ba mẹ mà ở dì? Tại vì em ở với dì sau này là bạn gái về làm vợ em là em sẽ ở chung luôn. Tại vì dì có một mình à. Mẹ còn có ba với người em. Nói chung dì như mẹ rồi không sao. Dạ. Rồi lấy vợ gì muốn về Đồng Tháp rồi về hai chồng làm gì để sống? Em định sau này là mở vật liệu xây dựng. À, mở nhà dì đúng không? Dạ. Mặt tiền nó mở được không? Dạ được. Được đúng không? Đó. Nó phải có hướng như vậy đó. Chị đánh giá cao em về chuyện thật thà nè, rất là dễ thương. Cái thứ hai là một người con rõ ràng là có hiếu á. Đúng. Cái thứ ba nữa là định hướng em rất là rõ ràng cho tương lai. Bên nhà gái nè, tôi hỏi nè, thí dụ giờ mà lấy chồng đi về Đồng Tháp á,
mình tính sao? Thì thương nhau thì em về đó. À, dạ. Thương nhau thì về đúng không? Dạ. Thật ra miền Tây dễ chịu lắm. Dễ sống lắm. Miền Tây ngọt ngào lắm, miền Tây yêu thương lắm. Miền Tây về đó, thí dụ như có thể xin cho vợ vô một cái bệnh viện nào đó cũng không có khó đâu. Hai người này thấy tôi hiền được, để con hiền dữ lắm luôn. Cho anh xin phép lắm tay. À. Sau chương trình thì anh mời em đi chơi với anh. Đi đâu? Thì mình cũng vòng vòng Sài Gòn thôi. Dạ. Xong rồi mình về Đồng Tháp. Cặp chiến. À. Dạ. Thì để có cơ hội thì em cũng muốn về Đồng Tháp cho biết. Sẵn tiện đây nếu mà mình em đồng ý chọn anh thì mời em. Dạ. Cùng với Khoa về Đồng Tháp vài chuyến. Nắm luôn hát luôn. Thôi xin tặng em ca khúc Rồi Tới Luôn ha. Dạ. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng 2 có ai đi nhiều em ở đâu anh mang chầu cao qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thịt kho rau muống. Thắm thiết xe mặn nồng yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mắt thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau. Rồi thôi mời đi. Hai bạn về chỗ. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa giặt giũ thả ga. Nhắm mắt lại 30 giây lắng đọng lại để xem người này có phải là người làm chúng ta rung động hay không. Bấm nút là phải có trách nhiệm nút bấm đó. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng em. Nè, chính thức các bạn đó, hẹn hò với nhau đó. Huyền rất là nghiêm túc nha. Huyền nhắm mắt lại. Anh nghĩ rằng Trường phải cố gắng chăm sóc cô gái này. Cô ấy tốt đó. Chàng trai này cũng tốt đó Huyền. Hai đứa cố gắng. Thật ra bây giờ nó không còn khoảng cách đâu. Mỗi ngày chúng ta có thể qua mạng xã hội, có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau, chăm sóc mối tình này. Dạ, cho phép. Cho phép anh hùng em biết. Cho phép anh hùng em biết nghe. Trời ơi. Chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn một số phần quà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, siêu nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc mừng các bạn. Bạn hạnh phúc. Vậy thì em nên nói rõ một chút xíu vì lý do chia tay. À, em trai đợi chị Tường chút xíu nha. Trời ơi, không lên tiếng luôn. Rồi, mời em gái bước vào, đang hồi hộp chờ đợi quá. Chị Tường nói không lên tiếng luôn. Đây, ghế đây, mời em gái ngồi vào. Rồi, mở mặt nạ ra đi hai bạn. Rồi, để chị chỉnh tóc lại cho nè. Rồi,
mời hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình. Mời em trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Khoa, em sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh nhưng hiện tại đang sống và làm việc tại Đà Lạt. Công việc của mình là gì? Dạ, công việc của em là em làm ở phòng môi trường của công ty nuôi cấy mô cây trồng á, tức là từ những cái nhỏ nhất mà mình nuôi thành một cái cây để sống. Ừ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. Mình xuống đây hồi nào đây? Dạ, em xuống đây từ sáng nay, 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam. Em tên là Mỹ Linh, em năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, quê mình ở đâu? Quê em ở Bình Định. Em đang sống với chị gái ở Hồ Chí Minh. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì về tính cách thì em là người khá là siêng năng. Biết lắng nghe, chia sẻ tâm sự với mọi người. Có ý chí cầu tiến trong công việc. Ngoài ra thì em cũng biết nấu ăn, biết đan len. Đôi lúc là em hơi cầu toàn, cho nên là làm việc nó sẽ hơi chậm hơn tí xíu, tại vì hay tỉ mỉ chi tiết chứ chị. Cãi lộn hay là tranh chấp gì đó thì em thường chọn cách là im lặng, như thế thì đối phương sẽ không hiểu nhau, dẫn tới là mình sẽ bị mất cái mối quan hệ đó luôn. Cho nên là phải cải thiện cái điều đó, phải không? Im lặng đáng sợ lắm. Thế còn em? Dạ, em thì điểm mạnh của em thì là không có rượu nhậu nhẹt, không có hút thuốc, không có bài bạc, thói hư tật xấu là không có cái gì hết. Cái điểm yếu của em đó là em chơi với bạn bè hay là mọi người em rất thật lòng. Nhiều khi mà thật lòng quá mình hay bị lợi dụng. Như khi các bạn khó khăn quá mà mình mất tiền nên là mình bạn cho mình vay tiền để mình đóng tiền nhà trọ cho bạn vay xong rồi mất luôn cả bạn luôn. Vừa mất tiền vừa mất bạn luôn. Dạ. Thôi kệ, nhưng mà mình cứ làm đúng với cái gì mình, cái lương tâm của mình, ai gạt mình người ta sẽ mang tội em à. Dạ. Ha, biết đâu mình cho người ta mượn mai mốt thì sẽ có người khác trả cho mình. Dạ. Còn ở đó hết, không mất đi đâu cả nha. Dạ. Ngoài ra em còn có tật xấu gì nữa không? Có sở thích gì không? Dạ, cái sở thích của em thì em thích nghe nhạc và thích đi du lịch. Gấp những cái đồ mà như cái organic nhỏ nhỏ như là con hạt, đồ sao đồ. Dạ. Anh đi mà ngồi xếp hạt. Tại vì hồi xưa là các bạn nữ của lớp em hay gấp để tặng các bạn nam, nhưng mà các bạn gấp không kịp nên là thường nhờ em gấp dùm, và em hay gấp dùm lại cái đó. Giúp đỡ bạn nữa ngay từ nhỏ luôn đúng không? Dạ. Rất tốt. Trời ơi, bây giờ em nghĩ sao, thời buổi bây giờ còn có một chàng trai ngồi mà giờ xếp hạt tặng cho em sao? Em thấy cũng lãng mạn. Lãng mạn hả? Lãng mạn lắm. Rồi tình trường như thế nào? Thật sự thì em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. 25 năm chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Tại sao? Nguyên nhân? Dạ, lý do? Tại vì trong môi trường học tập cũng như là làm việc của em á thì rất là ít bạn nam, cho nên là cơ hội tiếp xúc cũng ít. Hơn nữa thì em cũng khá là nội tâm, em không có chủ động mở lòng trước. Cho nên là trời đất ơi. Rồi chưa có nụ hôn đầu đời hả? Dạ. Em có yêu thầm trộm nhớ ai không? Có say nắng vô mờn chỉ khoảng 1-2 tháng thôi. Mình có nói cho người ta biết là mình thích người ta không? Dạ không. Phải nói chứ, bây giờ phụ nữ nhiều khi là cũng phải tấn công chứ, mình im lặng quá cũng không được. Mạnh mẽ lên ha. Dạ vâng. Rồi, thế còn em? Dạ em thì em có 3 mối tình. Chắc kéo dài lâu nhất đó là mối tình học sinh. Dạ, yêu khoảng 3 năm nhưng hai người sau khi hết cấp 3, hai người cùng đi học ở các trường cao đẳng khác nhau, thế nên là xa quá, chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng yêu được mấy tháng, muốn cưới nhưng mà bạn không cưới, cũng chia tay luôn. Mấy tháng mà muốn cưới rồi? Dạ. Trời ơi, rồi hết chưa? Còn mối tình cuối cùng nữa là vợ của em thì sau khi mà quen nhau chưa được 3 tháng thì bạn ấy kêu là cưới, thế là cưới luôn. Cưới luôn rồi? Dạ. Rồi được bao lâu? Dạ, được cố gắng được 4 năm mấy. 4 năm mấy? Dạ. Có cháu nào chưa? Dạ có 2 người con trai. Mấy tuổi? Dạ bé lớn thì sinh 2014, bé sau thì 2015. Rồi hiện giờ bé đang sống với ai? Dạ hiện tại thì hai bé đều đang sống với mẹ hết. Thực ra là ngày xưa thì mình chưa có tìm hiểu kỹ, thế là mà cô ấy thì đẹp quá, nhưng mà lớn hơn mình tới 7 tuổi. Nhưng mà mình thấy đẹp quá nên mình vẫn bỏ lấy nhé, thế là lấy thôi. Lấy về thì khi mà có bé đầu tiên được 6 tháng thì hai người mới phát hiện ra là mình có quá nhiều điều không hợp với nhau. Thì lúc đấy là hai người muốn xa nhau một thời gian rồi. Nhưng mà chưa kịp xa thì vợ thông báo là em lại có bầu nữa, ngoài ý muốn. Thế giờ chia tay được bao lâu rồi? Dạ bây giờ em chia tay được khoảng 2 năm rồi. 2 năm? Dạ. Rồi em có thăm nom
chăm sóc mấy bé không? Dạ thì thời gian đầu khi ly hôn thì em vẫn chu cấp bình thường, và thời gian sau thì điều kiện của vợ tốt hơn, vợ kêu là thôi anh giữ đấy để anh dùng đi, em không cần nữa, nhưng mà cũng không cho em tham lô. Bây giờ cô ấy đã có người mới chưa? Thế nên thì em cũng không biết là có người mới hay chưa, mà tại bây giờ em biết là có nhà riêng sống ở khu vực đó, hai con đi học ở trường quốc tế vậy thôi, chứ em cũng không có biết là... Em cũng không tìm thăm con luôn. Em có cố tìm nhưng mà em không biết được rõ ràng địa chỉ, tại vì không mà cho em địa chỉ hết, nhưng là muốn đọc tím thì đó, giữ con trai luôn và không cho thăm bố. Nghe cái câu chuyện tình duyên của ảnh thì em cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy thì anh cũng khá là có tình cảm với con, nhưng mà có thể là do một sai lầm nào đó. Nhưng em có ngại khi mà quen một người đã gãy đổ và có hai con riêng chưa? Dạ thực sự thì em không có ngại về vấn đề đó. Rồi thôi, ai cũng có những cái quá khứ ha. Cái đó là một những điều mình không mong muốn, mình hãy hướng tới tương lai. Thế thì bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em còn tìm một bạn trai là có trách nhiệm với gia đình, có bản lĩnh. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao hơn em trên 1m65. Cao, bao cao luôn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích là người quá gia trưởng. Đây, em tìm thử coi ảnh là ai trong những chàng trai này. Thế còn em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều đầu tiên mà em quan trọng đó là có hiếu với cha mẹ. Nhất là cha mẹ của cô gái. Thứ hai là biết lắng nghe và chia sẻ với mình. Thứ ba là biết chăm lo gia đình. Em chỉ yêu cầu vậy thôi. Ây cha, về ngoại hình. Ngoại hình thì cao trên 1m55, tóc dài một chút. Thôi kiếm đi. Nhìn dễ thương một chút. Có thể cho ảnh một cái gợi ý không? Em là người ưa nhìn cao. Ưa nhìn cao. Rồi cho cổ cái gợi ý không? Anh là người cao, mập. Cao, mập. Các bạn có 30 giây để lựa hình. Đâu? Nhận ra, tìm ra ảnh không? Anh nào? Ừ. Anh đó, tại sao chọn anh đó? Anh này, anh này, anh này. Là anh kia là một cái chứ gì phải không? Rồi, chúc bạn may mắn. Nhận ra cổ chưa? Thế em nghĩ chắc bạn này. Tại sao em chọn bạn đó? Thì em thấy hình như bạn này cũng có một nét gì đó bên đây. Dạ. Rồi, cũng chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra và xem cái sự cảm nhận của mình ở lần đầu tiên này đúng hay sai nha. 1, 2, 3. Chào anh. Chào em. Sao, anh trai? Đúng hay sai? Không biết đâu hay sai nữa. Rồi bây giờ nhìn thấy rồi, đoán được ai trong đó chưa? Trong năm cô gái đó đã đoán được chưa? Cô nào? Không dám nhận nữa. Mở cửa trái tim rồi vẫn không nhận ra em. Không mà thiệt. Cái hình với ngoài không có giống nhau. Em ngồi trong xe đúng không? Em đứng trước xe mang kính. Cái gì? Tại vì mang kính cho nên là nhìn hơi mặt lão quắc vậy. Dạ. Trời ơi, cổ đó. Nãy em định chỉ mà em không dám chỉ. Sao không dám chỉ? Em sợ chỉ sai. Trời đất ơi. Còn chúc mừng bạn gái đã đoán đúng em rồi đó. Con gái người ta tinh tế hơn thấy không? Bây giờ giờ anh có muốn quà tặng cho em? Dạ, em cảm ơn. Bó hoa rất đẹp. Em cũng có món quà tặng cho anh. Anh cảm ơn. Rồi. Món quà gì mình có thể nói ý nghĩa của món quà được không? Đây là chiếc khăn len do em tự đan. Wow, đâu cho chị Tường xem với. Cô ấy tự đan. Wow. Rất là khéo tay. Một chiếc khăn rất là đẹp. Choàng vào cổ luôn đi em, để cảm nhận hơi ấm của cổ dành cho mình. Đó, tuyệt vời ha. Hai đứa rủ nhau đi Đà Lạt chơi đi. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một thời gian để hai bạn có thể trò chuyện riêng tư với nhau. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dimagic. Thịt heo lúc lắc kèm bánh mì bơ tỏi. Đó. Món này là bí đỏ hấp ức vịt xông khói. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Xin mời hai bạn. Em có thích ăn vịt không? Dạ thích ạ, mời anh. Để anh mời em. Anh hiện tại thì đang làm ở Đà Lạt luôn ạ. Đúng, anh thì hiện tại anh đang làm việc ở tại Đà Lạt luôn. Công ty anh thì nó ở gần nhà anh lắm. Dạ, nhà anh ở Đà Lạt luôn hay là còn? Bố mẹ có mua cho anh một miếng đất ở Đà Lạt. Và anh đang ở đó, còn bố mẹ anh thì vẫn ở ngoài Quảng Ninh. Thì khoảng bao lâu thì anh sẽ về thăm ba mẹ? Thường thì bố mẹ sẽ vào đây ở với anh nửa năm, và khi nào mà bố mẹ nhớ quê thì bố mẹ lại về ngoài đó. Hiện tại thì bố mẹ đang ở đây với anh. Nhưng vài tháng nữa thì bố mẹ anh lại về ngoài vườn ngoài đó. Đấy, mời em. Mời anh. Em ngồi lâu chưa?
Em vô đây từ lúc em đi học đại học là khoảng hơn 6 năm rồi. Em có thích lên Đà Lạt không? Em thích lên Đà Lạt. Thực ra là năm nào em cũng lên Đà Lạt để chơi ít nhất là một lần. Một lần. Tại em thích khí hậu của Đà Lạt. Hy vọng là một ngày nào đó, gần đây thôi, em sẽ lên đó. Anh sẽ dắt em đi chơi. Nhà anh thì có mấy người ạ? Anh chỉ có hai anh em thôi. Em gái anh và anh. Em gái anh thì cũng có gia đình rồi, cũng có con riêng rồi. Còn có mình anh thôi. Còn nhà em có mấy người? Nhà em có 7 người. 7 người luôn hả? Vậy em là thứ mấy? Em là con Út ạ. Con Út. Anh rất thích khăn len. Dạ. Tại vì hồi xưa anh ở ngoài Bắc là rất là lạnh. Nên là anh rất thích bạn gái tặng cho anh khăn len nhưng mà chưa có ai tặng. Đây là món quà ý nghĩa nhất đầu tiên mà anh muốn nhận và anh đã được nhận. Anh có hay xuống thành phố không? Thỉnh thoảng anh cũng hay xuống đây. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ anh đã có thêm một lý do để xuống dưới đây rồi. Em... nhưng mà hoàn cảnh của anh thì như vậy rồi. Thì anh... thực bản thân anh thì nhiều lúc anh cũng ngại. Được ạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là ngã ở đâu, mình dám đứng lên, mình dám làm lại thì mình mới đúng là mình. Còn mình mà ngã rồi mình không dám đứng lên thì đó không còn là mình nữa. Thì anh hy vọng là dù anh đã vấp ngã nhưng anh dám đứng lên. Thì anh nghĩ hy vọng là em sẽ cho anh một cơ hội nào đó. Dạ vâng. Thực sự thì về cái vấn đề đó thì em không có định kiến hay là suy nghĩ gì hết. Em chỉ quan trọng về tính cách của chúng mình có thực sự là biết hiểu nhau, biết chia sẻ và đặc biệt là biết nhường nhịn nhau. Tại vì thực sự thì em thì như lúc nãy em nói là điểm yếu của em là khi mà xảy ra xung đột thì em thường chọn cách im lặng. Và như thế thì đối phương sẽ không hiểu rõ mình. Và thường thì em dễ mất đi những mối quan hệ vì cái sự im lặng đó. Cho nên là em cần một người là tâm lý, tinh tế một tí. Anh không hứa điều gì hết. Nhưng mà anh xin hứa với em chắc một điều là những cái mà em vừa nãy nói, những cái em đang yêu cầu, những cái anh làm được. Anh biết chia sẻ, anh biết lắng nghe, anh biết san sẻ với em mọi thứ, kể cả áp lực công việc. Cũng như là sẵn sàng khi em im lặng anh sẽ nghĩ ra trò để cho em cười. Chị cũng cố gắng là em sẽ làm được cho bạn ấy cười. Bởi vì chị quay lại vấn đề một chút xíu ha. Em là một người chưa có một mối tình nào. Thế tại sao em lại không ngần ngại khi mà quen một người bạn trai đã từng gãy đổ và có tới 2 đứa con riêng? Thực sự thì thứ nhất là gia đình của em thì cũng không có định kiến trong cái vấn đề là đã có gia đình hay chưa. Thứ hai là bản thân em thì em cũng cảm thấy là xã hội ngày nay thì sẽ có rất là nhiều trường hợp đổ vỡ như vậy và có thể là do vội vàng quá hay là vì một lý do nào đó. Nếu như mà lý do chia tay của anh không có phải là những gì mà em không mong đợi thì em nghĩ là em vẫn có thể chấp nhận được. Vậy thì em nên nói rõ một chút xíu vì lý do chia tay. Tại hồi nãy em chia sẻ câu chuyện đến cái đoạn là đã có nhiều cái không hợp rồi muốn chia tay nhưng lại thêm một đứa nữa. Vậy thì thêm một đứa nữa mà cũng không thể gắn kết được với nhau hay sao? Trách nhiệm của cha mẹ với 2 đứa con của mình sao không cố gắng giữ cái mối quan hệ đó mà phải gãy đổ? Bọn em yêu nhau là chưa đến 3 tháng nữa. Cưới thì cô ấy cưới thì cô hơn em 7 tuổi. Thì lúc đấy là cô ấy 30 và em 23. Mà cô ấy hơn em 7 tuổi nhưng mà cô ấy đẹp lắm. Thế nhưng mà kêu cô ấy cưới thì mình cưới luôn. Thì cưới về thì thực ra mọi chuyện nó cũng rất bình thường. Khi mà bé sinh ra thì bé sinh non. Thế là chăm rất là cực. Đi chăm mấy tháng phải mổ. Thì mình cũng là người chăm rồi mình. Từ lúc con trong bệnh viện cơ. Rồi về nhà đến 6 tháng thì nhiều cái vợ không còn như cái lúc mà mới yêu nữa. Thì nó xảy ra xung đột. Xảy ra xung đột thì không còn là không lòn về cái gì? Không đẹp nữa hay là tính tình không còn dễ thương tính nữa? Tính tình không còn dễ thương nữa là ý là muốn sở hữu mình luôn như vậy. Rồi mình bắt mình ở nhà rồi không cho mình quyết định mọi việc. Nhiều khi muốn ra trồng cái cây cũng không được nữa. Không cho luôn. Rồi thì lúc đấy là có xảy ra xung đột. Thì lúc đấy là hai người đã quyết định là muốn chia tay. Nhưng chia tay thì khi mà mới quyết định chia tay thì cô phát hiện ra là
cô ấy có thai nữa. Thì cô ấy muốn là mọi chuyện bỏ qua, tình yêu không còn nhưng mà phải về chăm con. Thì mình chăm con thì cố gắng thêm 2-3 năm nữa, nhưng mà không thay đổi được. Mà đỉnh điểm nhất là lúc mà mẹ bị bệnh, tức là mẹ ai? Mẹ em. Và đi xét nghiệm thì kêu là bị ung thư cổ họng, vòng họng này này, rồi ngoài Bắc mới đưa vào Đà Lạt để điều trị. Mà mình bảo với vợ là thôi để anh lên anh thăm mẹ thì không cho đi, cầm hết tiền của không cho đi đâu hết. Thì lúc ấy là mình cảm thấy là như giọt nước tràn ly, mình không thể thay đổi được điều gì nữa. Thì lúc ấy hai vợ chồng mới quyết định là chia tay. Là cô ấy cũng đồng ý chia tay luôn? Đồng ý chia tay luôn. Thật ra cũng cảm thông cho vợ em, bởi vì người cô sẽ tự ti, bởi vì cô sanh hai đứa con, em thì trẻ phơi phới, không muốn cho em đi đâu, quản lý em, quản thúc em là đúng. Nhưng mà cái việc mà về mọi thứ thôi, chứ còn đến gia đình thì nếu mà cô ấy khéo hơn một chút thì có thể vẫn sẽ giữ được chàng trai này. Tại sao chị khai thác nhiều? Bởi vì chị muốn em hiểu rõ hơn cái nguyên nhân. Rồi đương nhiên là sau này nếu như chúng ta có kết nối với nhau thì em phải tự tìm hiểu nhiều hơn nữa về anh ấy. Rồi, xin mời em gái sẽ bóc một lá bài và hãy đọc lớn lên, trong này sẽ yêu cầu điều gì? Đọc lớn lên em. Cổng bạn gái trong 15 giây chia sẻ cảm nhận. Cổng bạn gái trong vòng 15 giây và chia sẻ cảm nhận. Em làm được không? Dạ làm được. Mời em, hãy xin phép bạn gái để được cổng cô ấy. Chà, cổng khó quá thì ẩm. 30 giây, qua bên đây đứng nè. Muốn cổng hay muốn ẩm? Chắc là phải ẩm thôi. Cổng là không được. Cho xin phép được, ẩm em. Rồi. Ba mươi giây. 15 giây đó chị. Cảm nhận như thế nào? Ông nhất định phải đúng 30 giây ông mới bỏ xuống. 15 giây thôi. Rồi, về vị trí đi em. Nóng chưa em? Cái khăn bây giờ nó nóng chưa em? Dạ vẫn chưa nóng, em thấy tim đập nhanh rất là hồi hộp và cảm thấy bạn nữ rất là ấm áp. Còn em có cảm nhận gì sau cú va chạm đó không? Thấy bạn nam cũng khá là khỏe mạnh, có khả năng là bảo vệ che chở cho em. Rồi, thế mời em. Ôm cổ bạn trai và nói em yêu anh. Không làm được sẽ bị phạt. Mời em. Có đi phải có lại. Ôm cổ có nghĩa là rồi ôm cổ đi, đứng bên đây. Tình cảm vào nha. Em yêu anh. Nhỏ quá, trời ơi, tôi làm người nhân chứng tôi không nghe. Em yêu anh. Được không em? Có cảm nhận gì không em? Hạnh phúc vô cùng. Mặc dù đó chỉ là yêu cầu từ chương trình. Chừng nào cô ấy tự động nói cái đó mới xỉu em ha. Dạ. Bây giờ thì hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Các bạn nghĩ sao về cuộc hẹn ngày hôm nay? Cảm xúc của mình hiện giờ ra sao? Hãy nói những cái điều mình đang suy nghĩ. Mời em. Khi mà mở trái tim ra thì anh rất là bất ngờ. Khi anh nhìn thấy em, anh nó quen đến mức mà anh cảm thấy là anh đã gặp em ở đâu đó rồi. Nó quen lắm. Là khi mà chương trình đưa ra là khi mà anh bồng em 15 giây thì anh cảm thấy giống như mình đã từng làm như vậy ở đâu đó rồi. Có thể trong giấc mơ hay gì đó. Nó hạnh phúc đối với anh. Hiện tại bạn đang cảm thấy như thế nào? Nó hồi hộp, cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Không biết bạn gái như thế nào nhưng chị Tường cảm thấy được cái sự xúc động của bạn trai trong từng cái lời nói, sự nghẹn ngào và trong cả ánh mắt của anh ấy dành cho em nữa. Thế còn em? Em cảm thấy anh là một người rất là chân thành, sống tình cảm và đạt được cũng hầu hết những cái tiêu chí mà em đề ra. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Nếu đồng ý bấm thật mạnh, nếu không đồng ý cứ lặng lặng lấy tay ra. Một, hãy cảm nhận từ nãy đến giờ nhé. 2 3. Em lại nóng vội rồi. Sao mới 2 em đã bấm? Em cứ tưởng là trong từ 1 đến 3 thì bấm. Trong từ 1 đến 3 em bấm. Hành động đó em cảm thấy như thế nào?
Em cảm thấy rất là vui, rất cảm ơn. Cảm ơn em, xin mời hai bạn về một phía. Chị Tường rất vui vì ngày hôm nay đã kết nối được cho hai bạn. Và chị Tường hy vọng rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu, một nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên của cô ấy luôn nha. Hãy cảm nhận. Sao anh xin phép được. Người ta hung mà tôi sướng là sao? Thật là xấu hổ quá. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Nắm tay nhau, có hai cái vé xem phim buông tay nhau ra rồi. À, các bạn sẽ đến đây xem phim, tìm hiểu nhau ha. Một không gian rất lãng mạn với những bộ phim hay. Chúc hai bạn có gì tin vui gì báo cho chị Tường biết nha. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là hôm nay thành công luôn quý vị ạ. À, mừng quá. Cặp đôi này rất là xứng đúng không? Và bây giờ thì Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Cố gắng là sẽ làm được những điều đó. Đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời. Dù kỳ mà thật xa nơi là tiếng gia đình thân thương. Anh mà biết Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đã đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. À, hôm nay mình thấy ở dưới có phụ huynh nha. À, ồ, đó. Dạ, chào cô. Dạ, chào chị. Cô. Rồi. Phụ huynh đến đây chứng tỏ là nghiêm túc. Nghiêm túc. Muốn tìm vợ, tìm chồng. Một mối quan hệ nghiêm túc. Đúng rồi. Bây thì... giờ hai chúng mình phải nghiêm túc không, luôn cho chị. Ủa chứ hồi đó giờ không nghiêm túc hả? Không, hai mình. Mình luôn luôn nghiêm túc. Luôn luôn nghiêm túc. Nhưng mà nhiều khi nghiêm túc mà nó không thành công. Nhưng mà ngày em đang nghiêm túc, nghiêm túc mà phải thành công. Rồi, thành công chứ. Yeah, yeah. Chị. Dạ, và ngay bây giờ thì các tôi xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai bạn trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, tiến lên. Trời trời, lấy cái cưng, ai ghế nào về ghế nấy. Đó, để lên đó đi. Rồi. Rồi. Ngồi xuống và nhìn về phía máy quay cho đẹp trai lên nào. Và bây giờ mời quý vị hãy chào đón hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow, xin đẹp cưng. Wow, bên cầm cho anh, cầm cho. Wow, để đây nha. Hai cô gái là xinh xắn. Bây giờ chị Tường chào bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Hứa Anh Đạt. Em chào hai bạn gái với toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em hãy giới thiệu. Em tên là Lê Văn Mão, sinh năm 92 chị. Hiện tại em đang làm sale bất động sản. Sinh ra lớn lên ở Long An. Ừ. Hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Gia đình ở thành phố luôn hay là còn ở Long An? Dạ, hiện tại thì nhà em thì đất vẫn còn ở Long An. Nhưng mà kiểu như anh chị em với cha mẹ em thì lên đây đi làm hết rồi. Rồi, à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mão? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, thật thà. Còn điểm yếu em thì em ít có bắt chuyện với người lạ. Phải quen quen thì em còn nói chuyện. Ủa, đi sell ba bất động sản. Dạ, rồi cái đó gặp khách hàng thì mình chào với khách hàng thì nó khác chị. Bạn bè đi chơi mà có người lạ thì em chỉ nói chuyện với người quen. Đâu giờ hiện tại có cái nào ngon ngon sell chị thử một cái nghe thử coi nè. Hiện tại bên em đang có cái dự án Serial View do anh Cường làm chủ tư á. Hiện tại ở Bình Dương mà giá thì cũng chỉ có 29,5 triệu mét vuông. Chị Tường thấy cơ hội đầu tư rất là tốt luôn chị. Rất là tốt luôn hả? Dạ. Đầu tư bao lâu thấy có lợi nhuận? Dạ, mình đầu tư trong vòng 2 năm là lợi nhuận khoảng được 20-30% cái số tiền mình bỏ ra chị. Đang cho giữ chỗ thiện chí. Cho mượn ít tiền đặt mua lô coi. 29 triệu mét vuông. Ừ, cho mượn ít coi. Em hả? Ừ, cho mượn nó mượn ổn, mua, vợ giữ hết tiền thôi. Chị nên tự lực đi, chị lớn rồi còn mượn nhờ vả em làm gì. Ờ vậy hả? Ờ
Không, là mai mối đi kiếm cách xe mua ha. Kiếm bảo không? Rồi lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi uống cà phê với bạn hoặc là ở nhà em chơi game. Chơi game. Rồi thời gian đâu, bây giờ có bạn gái thì thời gian dành cho bạn gái là dạ, giờ nào? Dạ, thí dụ mà bây giờ mình có bạn gái thì mình bỏ chơi game đi chị. À, đúng không? Chơi mình game chơi không với bạn gái. Không lo, ăn uống là ốm mò gầy mòn à. Đó. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ, em cũng mới bắt đầu đi tập gym chị. À vậy hả? Vậy cũng được, ngon lành. Ờ, tướng có cơ với bộ. Ừ, đó là anh Mão. Nhưng mà anh tôi mùi. Tướng râu râu, ngầu. Bây giờ em giới thiệu đi, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Em chào anh Đạt, chào chị Tường và chào tất cả quý vị khán giả ngồi ở đây. Thì em tên là Thu Hiền, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại một cái công ty về tiêu dùng nhanh ở thành phố Thủ Đức. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ở quận mấy? Em ở quận 1. Hiền ngày hôm nay tới với ai? Hôm nay em đến với dì em, tại vì em rất là hâm mộ chị Cát Tường với lại anh Đạt á. Wow. Chương trình. Rồi cảm ơn dì. Điểm mạnh điểm yếu em? Em là một người rất là hòa đồng, còn điểm yếu thì em hay quên. Sở thích em là gì? Em sẽ dành thời gian để đi chơi với bạn, trò chuyện hay là dẫn hay là đi uống cà phê gì đó, trao đổi. Yeah. Bây giờ đến em nha, em ngồi cái màu đỏ nha. Em trai tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Bằng Đạt và chào tất cả quý khán giả trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trung Hiếu và em vừa tròn 30 tuổi cách đây 10 ngày. Đến từ Vĩnh Long. À, Vĩnh Long ở đâu? Huyện nào? Huyện Mang Thít. Chúc mừng sinh nhật muộn nha. Hiện tại thì công việc của em là nhân viên thú y của trang trại bò sữa Tây Ninh. Làm việc ở Tây Ninh luôn? Vâng. Đâu đâu mà tuốt tới Vĩnh Long mà lên tới Tây Ninh làm việc như vậy? Dạ, hồi xưa thì cũng đam mê thú y, vậy tại nước nông nghiệp mà Việt Nam là nước nông nghiệp. Đúng. Thì vừa ra trường xong thì cô đang thấy một cái bài tuyển của trang của Vinamilk tuyển dụng như vậy, đăng ký. Không vẫn làm việc đó lâu chưa? Dạ, em làm việc khoảng năm 2018. Chính của mình là làm việc gì? Để điều trị, thăm khám và chăm sóc cho bò sữa vậy. Là suốt ngày chơi với bò không? Tại đôi lúc cũng hết giờ làm việc ra ngoài còn bạn với mấy anh em kỹ thuật chung nữa vậy. À, rồi có câu chuyện gì đặc biệt với mấy con bò không, kể chị Tường nghe với coi. Ví dụ là thì làm với bò thì đôi lúc cũng có nhiều câu chuyện tai nạn nghề nghiệp vậy. Ủa, sao có tai nạn gì nữa? Bò nó hút vào bò đá. Bò nó hút vào bò đá. Ghê vậy đó hả? Dạ, bắt buông này. Nhiều con bò nó hung quá vậy, nhập từ Úc, từ Mỹ về nó chưa được thuần chủng á. Nó hút mình bị gì? Còn bị hút. Thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? À nó thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? Nhưng mà nó có hút to rồi. Nhưng mà nó hút chúng mình không? Có một lần hút chúng ủi văng ra ngoài rồi. Ghê à. Bò đá một lần vào đùi. Trời ơi, tai nạn nghề nghiệp mà. Mình chạy với con bò ai chạy lẹ hơn? Em chạy ra khỏi cái chuồng đó thôi. Con bò nó được nhốt trong cái khuôn viên chuồng mà. À. Mà nó không tông cửa chạy ra hả? Dạ, cửa khóa lại rồi. Rồi sao cửa em ra được? Em bay rào, cửa khắc rào là cao, có cái nằm này nè thì em đứng trên em nhảy qua luôn. À. Cái chiều cao không có nữa. À. Đúng rồi, ngày nào cũng có tai nạn nghề nghiệp hết em quý vị. Không thì cũng ít lắm, tại vào đây là khoảng 4 năm thì em bị ủi một lần và bị đá một lần. À, 4 năm mà có 2 lần. Dạ. Ha, 2 lần thì đủ chứ muốn chạy không chết không chị. 2 năm sau thêm lần nữa, 2 năm một lần. Chuyên viên ha. Nhân viên là chuyên viên là cũng đang học lên. Không, cảm giác mà bị bò đá với lại bồ đá thì cái nào đau hơn? Hầu như là cái nào cũng đau chứ anh, tùy theo khung bậc cảm xúc khác nhau anh. Hầu như là cái nào cũng đau chứ anh. Tùy theo khung bậc cảm xúc khác nhau anh. Mấy con bò Úc của em ở bên đó là bây giờ là nó giao phối tự nhiên hay là phải có sự giúp sức của con người? Có sự giúp sức của con người. Em có từng giúp chưa? Dạ. Có làm phần đó luôn anh. Em là được gọi cái từ nôm na là mang lại hạnh phúc của cô bò đó. Oh. Em có biết cách mang lại hạnh phúc cho những cô nàng không? À, có, lúc đó là có được gieo tinh nhân tạo vậy. Cô nàng chứ phải cô bò. À. Cô nàng chứ phải cô bò. À. Cô nàng. Ừ. Nó cũng biết được chút đỉnh vậy. Gieo tinh nhân tạo hay là gieo tinh bình thường? Trực tiếp rồi kìa. Trực tiếp rồi kìa. Đồng ý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói hết về điểm mạnh của em thì hòa đồng, làm việc với anh em tương tác đội nhóm tốt. Ừ. Xong rồi biết thể thao, bóng đá và bóng chuyền thì cũng giỏi được chút đỉnh. Thú y bọn em thì hồi xưa đi học thường mổ xẻ và thường lấy mấy cái tiêu bản đấy. Tiêu bản như dạng dê nè, bò nè. Tiêu bản là cái gì? Động vật sống á vậy. Rồi để nhậu, có thể là cái điểm yếu của em chắc hơi nhậu nhiều xíu.
Tiêu bản là bộ rồng hay là gì? Tiêu bản là nguyên một con bò sống, ví dụ một nguyên một con bò sống, một con heo sống rồi đó. Phẫu thuật giải phẫu để tìm hiểu bệnh xong đó. À là mình tìm hiểu bệnh rồi mình bệnh lý nó. À, rồi sau đó mình nhậu nó luôn. Quất luôn. Làm thú y. Tìm hiểu nó xong rồi quất nó luôn. Vậy mới đúng thực chất. Trời ơi. Dễ thương quá chừng, nói chuyện có duyên quá. Rồi cô gái người ghế màu đỏ của tôi nè, giới thiệu về mình đi cưng. À, dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường. Em tên là Kim Tuyến, hiện em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em làm kỹ thuật viên spa. Ngoài ra em còn kinh doanh mỹ phẩm online. Quê quán em đâu? Quê em ở Bình Thuận ạ. Hiện giờ thì em ở đây với ai? Dạ hiện tại là em ở ngay spa luôn. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh em thì chắc học hỏi nhanh, còn điểm yếu của em thì chắc là hay nhậu xong là hay nói nhiều. Cũng có tay nhậu này nữa hết à. Chà, bạn nhậu nhiều dữ hả? Đô em bao nhiêu lon? Thật ra là đô em rất là thấp nhưng mà em hay rủ người ta nhậu lắm anh. Sao vậy? Tại vì em thấy vui. Kìa, mà thôi bạn nhậu qua nữa. Em nhậu em có phá mồi không? Dạ có chị. Bữa nào thiếu mồi em gọi anh thú y bên này nha. Anh bưng nguyên con lại luôn. Dạ. Nhậu phải ăn chứ không ăn là dễ say lắm. Dạ đúng rồi, đúng em không? Chủ yếu ăn hơn nhậu chị. Điểm mạnh còn điểm yếu nè. Điểm yếu của em là chắc là hơi nóng tính một xíu. Kiểu như ai làm không ý đúng ý mình thì sẽ tỏ thái độ luôn. Em không thích ai thì em sẽ tỏ thái độ ra luôn. Nhưng mà chị nói nhỏ cho hai bạn nghe nha. Sau khi nghe chàng thú y này chia sẻ, chị mới chốt là một điều là dù mình có thích hay không thích gì, mình cũng đừng để người ta nghiên cứu hết được mình nha. Nghiên cứu hết được mình là người ta xẻ thịt luôn đó. Nhớ chưa? Rồi, vậy giờ... được rồi chứ đừng để trong màu đỏ kia không biết nhiều quá là hồi ông vô xẻ thịt ta luôn á. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đến với tình trường đi để tìm hiểu thêm kỹ một chút xíu coi mấy bạn này có cái kinh nghiệm gì chưa. Quay lại với Mão nha, tình trường của mình như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình lâu dài thì nó không có nhiều chị ơi, 2-3 mối tình vậy đó mà kết thúc rất là nhanh. 9 tháng đi chơi chung rồi bạn bè giới thiệu. Rồi sau đó quen ai nữa? Sau thời gian các em đi làm trong công ty thì có bạn đó tỏ tình với em. Quen được khoảng 3 tháng cái tự nhiên bạn đó đòi chia tay em. Vậy là chơi xong vòng. Bạn nó chơi em qua đường thôi à? Lúc tỏ tình bạn đó nói sao? Em cũng không nhớ rõ chị. Rồi lúc đó buồn mấy tháng nữa? Em buồn tới giờ luôn. Trời ơi. Trời đất ơi, quen có 3 tháng buồn tới giờ luôn. Kéo. Tình yêu mong manh vụng vỡ quá ha. Gì chợt đến chợt đi vậy sao? Dạ. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là người như thế nào? Em thì cũng không có yêu cầu nhiều. Giống như là một người mà biết chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng. Phải nói ra mới hiểu chứ mà kêu nhìn mặt mà đón tính cách, đón tâm trạng là em đó không được. Thằng ông mấy vụ này dở quá. Nhưng bị sợ rồi đó ha. Anh phải hiểu em chứ. Thì anh phải mổ xẻ ra, anh tìm hiểu anh mới hiểu được chứ. Mưa nắng thất thường á là em chịu không nổi đâu. Không thích vui vui, thích buồn buồn, cái đó em thua luôn. Đang nhắn tin rồi cái nói là anh sao anh không hiểu em, mà trong khi đó thì nhắn tin không nói ra. Anh hỏi nhiều khi em hỏi là bây giờ em có vấn đề gì nói anh nghe đi, mà không nói mà kêu phải hiểu mà em đâu có hiểu được. Thôi đừng kêu người ta nói, nhiều khi người ta mượn tiền đó, hỏi thì hiểu đi. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nguyên liên thiên nhiều quá. Người ta không nói thì nói không nói sao hiểu, người ta nói nhiều thì nói là ta nói liên thiên. Kiểu như là chuyện đúng chuyện của mình thì mình nói, còn mà cái chuyện gì cũng đem ra nói hết rồi, cái đó em không thích. Vậy gọi là nhiều chuyện. Đó là thông tin của chàng trai ngồi ghế màu xanh. Còn em thì sao? Dạ em thì em trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì cũng không có sâu sắc lắm. 3 tháng thôi, tại vì hồi nhỏ em lúc đó em còn trẻ, em trẻ con rồi. Mối tình đầu á hả? Dạ. Lúc đi... còn học phổ thông hay là gì? Khoảng hơn 18, 19 tuổi á. Mối tình thứ hai thì mới là lâu. Bao nhiêu lâu? 2 năm. Cả hai cảm thấy không có thích hợp nữa nên là quyết định chia tay. Thật ra thì trong khoảng thời gian tìm hiểu như vậy thì anh lúc nào cũng là người phụ thuộc vào mẹ của mình á. Chưa có sự trưởng thành. Không có tự lập đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cách đây khoảng 5 năm hơn. Cần một người đàn ông, mẫu hình tượng đàn ông như thế nào? Trưởng thành và có kinh nghiệm cuộc sống, lo lắng quan tâm cho em và có thể dạy dỗ em được. Tại vì khi em sinh ra là từ nhỏ em đã không có tình cảm với người cha rồi. Em rất cần... khoan xí nha. Cái này là mình bạn trai chứ không phải là đi tìm cha nha. Không. Không phải, tại vì đó là một cái người mà có thể hướng dẫn em trong cuộc sống. Em đó là cái quan niệm em cần một người trưởng thành. Bây giờ là hình dáng nè, cái mẫu là cao bao nhiêu?
À, dạ. Hình dáng, tóc, tai. Bạn trai sắp tới thì cũng cao khoảng 1m7 trở lên. Dễ thương, ưa nhìn. Nhìn vô thì mình cảm thấy là có cảm tình, dễ kết bạn, dễ làm quen. Rồi, đó là những câu chuyện của cô gái ngồi ghế màu xanh. À, tình trường nhiêu rồi? Khi học sinh viên cho đến 30 tuổi hôm nay thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, em lúc đó vào cũng thử việc, đang trong quá trình học hỏi, thử việc, rèn luyện, thử thách á. Cái thời gian nghỉ của em không có, thăm bạn gái cũng không có nữa. Dần dần cái cũng 3-4 tháng sau đó bạn gái lại trách em là không còn quan tâm với bạn gái nữa. Em hiểu giúp anh, cũng mới ra trường phải đi lập nghiệp, cũng phải đi học hỏi, tại vì đang người ta đang đào tạo em, mình đâu muốn nghỉ ngang được. Từ Tây Ninh mình cũng về quê, ít nhất phải về từ 4-5 ngày mới có thời gian được đi xe ở quê nữa. Mà thời gian đó thì không được nghỉ, mới vào không được nghỉ gì như thế. Em cứ lủi thủi làm như thế. Cuối cùng thì bạn gái quyết định là không còn quan tâm nữa, thôi chia tay. Một lần nữa ngày lập gia đình em có về. À, đám cưới rồi, có mời em. Về luôn cũng vậy. Thì về chứ, đúng rồi. Về chứ phải nhìn với người mình từng thương, hạnh phúc rồi mình đúng không? Rồi. Mình về xong rồi mình đã đi. Cao thượng quá ha. Bữa đó xỉn không ạ? Dạ xỉn, anh uống với chú rể xỉn luôn. Uống chú rể luôn? Uống luôn. Trời ơi. Mà chú rể tốt không? Đó, tốt. Chú rể tốt đúng không? An tâm đúng không? Mỗi thứ hai thì các bạn nó khoảng năm 2019. Cô bạn là sinh viên bên thực tập, để cho chính tay em đào tạo hướng dẫn luôn. Ồ. Dạ. Này, thì lúc đó thì bạn vào, bạn nó nhỏ hơn em khoảng 4 tuổi hoặc 5 tuổi. Ừ. Chính em là người chấm điểm cho bạn bài thảo luận, bài báo cáo tốt nghiệp của bạn á. Ừ. Rồi em đi theo em học hỏi và cũng có nhắn tin qua lại, sau đó mới con điện thoại rồi mới quen nhau. Lúc đó khoảng 1 tháng em ít nói chuyện lại với nhau. Các bạn hỏi bạn là nữ kia thì sao ít nói lại, do công việc, bị áp lực công việc nhiều quá mệt, nhưng mà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nên là em cũng thấy lo rồi. Thì có cái việc gì ít là bình thường, là vẫn con nhau suốt mà hết giờ là về con thôi. Chừng 3-4 tháng sau thì bạn dừng lại. Tôi từ Tây Ninh em xin nghỉ 2 ngày. Em chạy qua tới Đồng Nai, Xuân Lộc thì bạn ấy là quen với một anh kỹ thuật của Tâm Tài. Rồi, xong luôn. Sao mà cách lòng nữa. Đúng rồi, mà kế bên mà lúc đó là học như thầy vậy thì thích thầy đúng rồi, 6 tháng nhưng mà giờ về làm kia nó lâu dài hơn chứ giờ thầy ở xa quá. Rồi, có cuối cùng cũng vừa chưa dài cuối năm này đó. Anh chung ngành thú y của em giới thiệu. Cũng là chung ngành thú y. Và bạn ấy đang làm bên phương hướng. Cả hai thống nhất với nhau và chính em phải đi về tới quê mà xin hai bác quen tìm hiểu. Xin hai bác của bạn nữ đó. Ừ. Về là đứng đang ngồi ăn cơm, khoanh tay xin hai bác là con với em quen nhau, rồi bác tạo điều kiện cho con với em tìm hiểu. Tuy nhiên đùng hết vừa qua Tết xong các bạn nhờ chia tay. Và chia tay với lý do là cũng không hợp nhau, em nói chuyện không nói gì cả. Bạn nữ có thể là em không tốt điểm nào đấy. Nhưng mà lần đó thì bạn nữ đó có gặp lại người yêu cũ. Em không dám khẳng định là có quen lại người yêu cũ hay không. Ừ. Nhưng mà người yêu cũ có tác động nhắn tin với bạn ấy. Ừ. Con người sinh ra không có vẻ là gọi là hợp. Ừ. Để thể cố gắng vì nhau để thay đổi, phương quán cho nhau thôi. Đúng. Nhưng bạn ấy vẫn quyết định là chia tay. Tại vì bạn ấy nói là cái mối tình của bạn ấy quen phải 10 năm rồi. Là bạn trai trước 10 năm mà vẫn bỏ, huống chi em có 1 năm bỏ luôn. Trời, không biết 10 năm à? Rồi, cái sau đó hai bạn nói vô tình gặp lại rồi ôm lại kỷ niệm xong rồi em 10 năm không gặp. Em đi ra rìa luôn. Tưởng tình đã cũ. Xong cái lúc đó em cũng tâm sự thật là em bị stress tâm lý luôn ấy. Em làm về em mất ngủ. Tại sao? Em không biết, em suy nghĩ cái em nằm xuống là em không ngủ được. Sáng thức 2-3 giờ cái đi làm đâu nổi đâu, mờ mờ như bay vậy đó. Qua tháng sau cho về phải nghỉ phép. Về nhà thăm nhà, ở nhà với mẹ, đi thăm anh chị em, bạn học cũ rồi vậy thôi. Nó vui đã như vậy đó hả? Dành thời gian lâu quá mình đã đâu trại có gì. 3 mối tình nhưng mà tôi rút ra là thấy bạn này rất là đàng hoàng, nghiêm túc. Mối tình nào cũng có xin phép, cũng phải chia tay, cũng phải tìm hiểu tại sao, đến tận nơi nhậu chú rể rồi đối chuyện với rồi kia đàng hoàng. Nói chung là em là cái người muốn mà biết đâu đó nó phải rõ ràng. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là tìm người như thế nào nè? Trưởng thành chút xíu thôi, đừng có mè nheo nhiều quá. Ví dụ như mè nheo, ví dụ anh ơi mở mắt ra, anh ơi em muốn nói tặng em lúc này thì em cũng đành chịu rồi. Có công việc thì cần để anh sẵn sàng, em sẵn sàng ốp trên kia nghỉ xuống 2-3 ngày. Nhưng mà không lẽ ngày nào cũng ngồi ra công viên ngồi hoài sao, thay vì để em đi làm đi 1 tháng 1 tuần đó, xong ốp 5-3 ngày đi Bình Thuận đi du lịch thế vậy, chứ còn ngồi công viên uống trà chanh mấy cái kia thì. Nhưng mà bây giờ phụ nữ khổ một cái là người ta thích cái người bạn ông bên cạnh, rồi tối đi ăn đi uống đi chơi đồ này kia, vậy là em làm không được. Cũng có thể sắp xếp được, nhưng mà ví dụ 1 tháng em đừng
một nghỉ tới 4 ngày là một tháng em ốp 4 ngày xuống cùng bạn gái. Ở trại thì thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không hay là suốt luôn? Hiện tại là em làm một tuần được nghỉ một ngày. À. Nhưng không nhất thiết là ngày chủ nhật. Có nghĩa là ngày nào muốn trong đó nghỉ là nghỉ. Không báo trước. Sẽ cố gắng làm thêm một thời gian nữa rồi về ở chung. Tìm mua cái gì nhà thuê nhà ở hoặc là mướn hoặc là tích góp lâu dài thì mình mua mình đất xây cái nhà nhỏ nhỏ hơn. Ưu tiên thì em ưu tiên với người yêu em cho bằng người yêu chọn. Hay. Anh này rất rõ ràng tương lai ổn định. Chàng trai đó là thẳng tính. Đâu, em nói chuyện nhỏ nhẹ nhẹ nhàng cuộc tình của em cho anh nghe coi. Em chưa có mối tình chính thức nào hết. Chứ là những mối tình là mối tình gì? Kiểu như đang tìm hiểu với nhau thôi. Cảm thấy không hợp nên em không quen. Có một cuộc tình mà gọi là mập mờ á anh. Nhân gian dưới dưới mập mờ á hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Thì từ cái lúc đó là em cảm thấy là mất tin tưởng vào bạn nam. Nên em sẽ dè chừng hơn trong mọi mối quan hệ. Em sẽ tìm những cái người mà em cảm thấy chắc chắn và tương lai nó sẽ lâu dài hơn thì em sẽ quen. Còn những người mà em cảm thấy không chắc chắn thì em sẽ không quen. Mới tiến tới còn cái anh kia thì mập mờ là cái mối quan hệ mập mờ nó bao nhiêu lâu? Cũng tầm 1 đến 2 tháng anh. Rất là ngắn. Nhưng mà vô tình em là người thứ ba. Nên em bây giờ em rất là sợ. Em sao biết được em là người thứ ba? Em thấy trên Facebook anh. Nó người ta bạn của cái bạn đó tát tên bạn đó vô thì em mới biết. Em thích mẫu người đàn ông nào nè? Cao, có ngoại hình xíu, dễ nhìn á, có công việc ổn định. Thích mẫu người đàn ông chung thủy không? Dạ đương nhiên là thích rồi anh. Rạch rồi không chứ bên bển là tôi thấy có ông anh rất là chung thủy đó. Ảnh mới đi làm lại, anh mới ổn định lại thần kinh thôi đó. Ảnh là ổn lắm. Ủa mà vậy nè, anh thấy cái bánh kem nó để chữ gì? Chữ gì vậy? Em đọc giùm anh coi. Dạ, cái này là cái kỷ niệm ngày hôm nay á anh. À, có kỷ niệm ngày hôm nay. Anh hy vọng bánh kem này chắc chắn sẽ có chủ ha. Nào giờ em chưa đón sinh nhật với người bạn nam nên em muốn như vậy. À, hồi đó giờ là chỉ cô đơn một mình hoài. Dạ, tự một mình mua bánh kem về tự thổi lên cày. Không, bạn có bạn em nhưng mà không phải là bạn trai. Dạ. Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Hồi đầu mình đã thấy có người lớn ngồi phía dưới rồi. Dạ, chào cô. Dạ, cho hỏi là hôm nay cô đi theo là ủng hộ cho bạn nào vậy? Cô đi theo là ủng hộ cho bé Hiền. À, cô là dì của bé Hiền. À, rồi nãy giờ dì theo xem chương trình thì dì có suy nghĩ như thế nào? Dì cảm nhận như thế nào về hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay ạ? À? Dì thấy ai sẽ hợp với lại Thu Hiền hơn? Thấy hai chàng trai này thì ổn định công việc, công ăn, việc làm. Thì chắc dì thấy em thích hợp hả? Dì thấy không ai thích hợp hả? Không có gì nói thiệt luôn á. Dì thấy không thích hợp đâu. Mà dì biết cái ý của Thu Hiền muốn như thế nào không? Dì thấy là Thu Hiền thích mấy người to cao, lực lưỡng. Còn hay hai bạn này thì thấy nhỏ bé quá. À, dạ 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 đó. Thế không, dì phải nói vậy trên đây mới hiểu chứ tự nhiên gì nó không hợp, mình đâu biết không hợp cái nào. Rồi, cảm ơn dì ạ. À. À, còn em gái. Xin chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào hai em ở trên. Chị là chị cũng như là chủ của Kim Tuyến. Tại do là nhà Kim Tuyến thì ở Bình Thuận cho nên là trong đây thì không có người thân nên cái gì nó cũng hay chia sẻ với chị, tại do là nó ở chỗ của chị luôn. Mình hiểu về tính cách của nó. Thứ hai là mình biết là cái hoàn cảnh nó cũng khó để tìm được bạn trai cho nên đi hôm nay mình rất là ủng hộ. Chị nghĩ là cái bạn mà ngồi ghế đỏ như chương trình sắp xếp á Kim Tuyến thì chị thấy thật sự là bạn đó từ cái bước ra cho tới cách bạn đó ngồi, cách bạn đó trả lời, cách bạn đó nói chuyện và kể cả công việc thì chị nghĩ là chị cảm thấy rất là phù hợp với em. Nếu chị là người thân và chị có quyền quyết định thì chị sẽ ủng hộ cái mối quan hệ này. Và kể cả cái giờ giấc nghỉ cũng vậy. Tại bên chị một tuần chị cho nghỉ đúng con ngày đó. Mà nếu như cái ngày đó nếu mà hai em có thể sắp xếp được với nhau thì ngày đó hai em tự chọn ngày nghỉ được, không nhất thiết là phải chủ nhật. Thì cái đó là cái phù hợp. Hay quá. Rất nãy giờ chị lo lắm á, tại vì chị lo cho em ở xa chị lo, hiểu không? Em cũng lo cho lo, em đó. Mà bây giờ có người đi theo, người nhà, người thân đi theo mà nói vậy nó đỡ được 50% rồi đó. Chị lo lắm á. Và bây giờ đây chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Chào mừng hai bạn đến.
thể hiện luôn chứ còn gì nữa. Nào mình có kỷ niệm gì đâu. Tranh thủ đi chứ. Lần đầu anh gặp con rồi, nó có hoa này dạ. Cao mà, này nó cao quá trời nè. Trời bé kia bao giờ con có xích xác vô. Xích xác vô, xích xác vô. Không nấu chứ. Cao quá trời luôn, ngon lành không? Được không chị? Được không? Dạ được, có nghĩa là từ lúc bước ra là mình đã thấy là hai đứa nó phù hợp rồi. Đó, tặng. Wow. Em có cái ngồi dưới đây em có suy nghĩ chút xíu, nó hơi có ý kiến xíu ha. À, trùng hợp là ngày hôm nay bé Tuyến bên em nó lại suy nghĩ là nó muốn mua bánh kem. Và cái mong đợi là sẽ có ăn bánh kem sinh nhật cùng với một người bạn trai. Tại vì bé nó chưa có bạn trai. Ừ. Rồi bạn này thì sinh nhật mới qua có 10 ngày. À. Hôm nay thì bạn này là ôm một bó hoa rất là đẹp, bé Tuyến thì có một cái bông, có nghĩa là có sự trùng hợp và nó có cái gì đó một chút duyên. Chị hy vọng rằng hai đứa sẽ có một cái sinh nhật muộn nếu như mà hai đứa chọn nhau nha. Wow. Ra thì em sẽ tặng cho mỗi người một cuốn sách. Dạ thì đây là câu chuyện hôn nhân. Bạn sắp tới có thể nếu mà tiến tới hôn nhân với một ai đó thì có thể đọc những cuốn truyện này để có thể tìm hiểu thêm. Đây cuốn sách hy vọng thì em nói vui thôi, ví dụ như hôm nào đó mà mình tháng không có KPI đó thì mình có thể có hy vọng để tháng sau mình bán hàng KPI tốt hơn. Ủa mà sao lại, tại sao lại tặng anh này là câu chuyện của hôn nhân mà tại sao anh tặng anh này lại tặng hy vọng? Bạn này với bạn nhau đã, hai bạn này rất là hợp nhau nên là em nghĩ là cuốn sách này cũng sẽ giúp cho hai bạn là đứng với nhau. Wow, hôm nay toàn là những người sâu sắc không à. Cảm ơn em. Rồi bây giờ cảm nhận của hai chàng trai như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Thì em thấy bạn thì cũng khá xinh, không biết nói gì hơn. Trời đất ơi, cái gì mà ngồi khép nép khúm núm vậy? Chân xeo gì kỳ á. Hơi nhát gái tí anh. Rồi còn Trung Hiếu thì sao nè? Thì bóp hồ tay. Bóp hồ tay luôn. Bóp vai rồi. Gặp hai bà nữ tim đập nhanh nữa. Cố lên, cố lên. Để quên là thuốc gì vậy? Thuốc gì? Thuốc cho anh, thuốc trợ tim. Trời ơi. Ngay thuốc nhà có thuốc mà không quên em. Trời ơi. Bây giờ bạn nữ cứ lên nha. Bây giờ anh Đạt. Rồi sao? Nói chuyện đi chứ chào hoài vậy. Cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi thấy hai bạn nữ? Em dân thú y chị hội thì muốn giác người dưới rồi, giác người tay ninh luôn rồi. Muốn giác người dưới rồi, giác người tay ninh luôn rồi. Thì nói với cổ đi chứ nói với chị giác chứ. Giác gì trời ơi. Hãy quen ta nói với giỡn vui chút xíu cho nó giải tỏa chứ nè. Rồi bây giờ vui bây giờ hát nè, nghiêm túc nè. Nè bây giờ thẳng bây giờ phải làm cái gì đó, biết hát không? Cũng được chút xíu à. Rồi cũng gửi đến chương trình hoài hát một vài câu thôi nha chị Hương, các thường hát. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Có gì đâu hồi hộp, hát đi nè. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Ổn chưa, trong người đỡ đỡ hơn chưa? Vẫn còn luôn. Mặc dù em hát là giọng em quá xuất sắc rồi, nhưng mà cái ý nghĩa bài hát nó xuất sắc hơn. Chị tiếp cho em miếng năng lượng qua bển, xin phép bạn gái được tìm hiểu. Nắm tay. Rồi xin phép được nắm tay. Rồi đòn hôn anh đó. Đó. Nha. Cảm ơn chị. Đứng ở trước rồi hả vậy? Xin phép chị chưa mà nắm vậy? Xin phép chị. Chị. Chấm cho 80% rồi em được quyền. À. Em vẫn sẽ hát lại bài hát đó. Qua tôi đừng nói quan trọng là cái lời bài hát nó có hay không, nhưng quan trọng tâm người hát nha. Dạ. Nhìn cổ đàng hoàng, nắm tay nhìn cổ đàng hoàng. Thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá trời. Ổn không? Ổn chưa? Ủa rồi cảm nhận của em sao cưng? Em thấy bạn cũng dễ thương. Nói chuyện kiểu như là hài hước. Em thích những người mà nói chuyện cởi mở hài hước. Tại vì em cũng hơi nhạt đó chị. Bánh kem sao kìa, kỷ niệm ngày hôm nay gì kìa đó. Hôm nay em có bánh kem tặng cho anh. Thôi cảm ơn. Kỷ niệm ngày hôm nay là chúng ta được gặp mặt. Nếu mà có duyên thì em muốn
sinh nhật năm sau thì có thể đón cùng với người yêu. Và nếu Tuyến cho anh cơ hội thì tất nhiên anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được những điều đó. Cảm nhận của em như thế nào? Em thấy bạn cũng ít nói và cũng dễ thương, ngoại hình ok ạ. Chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em đâu. Nhưng quan trọng là ít nói quá là không có thể hiện được. Lớn tuổi nữa. Không phải, phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Đúng rồi. Anh ghế màu xanh, anh ngồi im với anh ghế màu xanh. Thể hiện tài năng ca hát gì hay là sao nè? Cho nó thoải mái đi nè. Em thì cũng không có cái tài năng gì nữa. Trời, hát thì em hát dở mà em cũng hay quên. Tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi làm sao lấy vợ? Cái thiếu của em là cái sự toát ra, mình làm cái sự tự tin. Đó là thật sự chị muốn chia sẻ với em, vì em còn trẻ lắm, tương lai còn rất là dài. Chắc chắn mình sẽ thành công trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy. Ngay cái trong công việc em cũng phải tự tin thì em mới sale bán được hàng chứ. Tự tin lên ha, nhớ nha. Hồi nãy giờ nói vòng vòng đây, bây giờ em hãy nói trực tiếp qua cái hướng bên kia. Thì bây giờ làm sao để mình giữ lửa trong tình yêu? Cái thời gian đi ra ngoài của em cũng ít nữa. Và Tuyến cũng như chị trao đổi là cũng ít. Và quan niệm sống hiện tại ở độ tuổi 30 này thì anh chỉ cần là có cũng vài thứ thôi. Có một công việc ổn định, có một người yêu thương. Để yêu thương sau nói chuyện, quan tâm, chia sẻ sau những ngày là sau hết giờ làm việc mệt mỏi. Và có một nơi để trở về, hiện tại thì nhà thì anh chưa có. Lập gia đình thì cái vốn lập gia đình thì hầu như là ra trường, lúc nào đi làm là em cũng bắt đầu tích góp luôn rồi. Thì đến thời điểm này cũng có đủ thì không biết là đủ hay là thiếu, nhưng mà tự tin của em là chắc có thể là đủ. Nói với bên kia tăng thuyết phục cậu, bây giờ hỏi ý của em có thể chia sẻ cho anh biết suy nghĩ của em không? Đây là những cái trao đổi mà anh nói với Tiến. Thấy Tiến có những cái gì cần trao đổi lại với anh hay không? Nếu mà sau này đến được với nhau á, anh có thể sắp xếp công việc và vào Bình Thuận được không? Thì bắt buộc cái người phụ nữ là phải đi theo anh. Anh nghĩ sao về việc đó? Vấn đề về đi xa thì về là nam mà anh phải ưu tiên. Nếu mà đến được với nhau thì nếu ưu tiên cho người yêu của anh. Và đặc biệt nếu mà xa hơn nữa là vợ của anh thì được quyền ưu tiên. Đấy, sẽ đi theo để lập nghiệp. Để nếu mà về đó mà di chuyển về là thật sự quan điểm của em, nếu mà về cùng với người yêu, cùng với vợ lập nghiệp ngoài kia. Nếu đã cưới rồi thì tạm thời xin phép cha mẹ vợ cho ở tạm thời một thời gian, cái phụ cái tiền trợ với cha mẹ vợ. Và cả hai sẽ làm kiếm cái phần riêng nào đó, xây riêng đó. Và ngược lại quan điểm của em, nếu về em là em cũng không cho em vợ người yêu hay là vợ em làm dâu. Cực lắm, đám dỗ đám quải là dâu cực, nên em không thích. Bạn này rõ ràng quá, kế hoạch sắp xếp rõ ràng quá. Em thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Cái món quà anh tặng riêng cho bạn áo xanh. Đây món quà. Này cũng là bánh nhưng mà nó khác hơn tí. Bánh đặc biệt hơn tí, người ta cho mình chút niềm tin và hy vọng đó, đúng không? Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Bây giờ thì mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm nè. Ở chiếc ghế của mình có những cái nút bấm, các bạn thấy không ạ? Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy đặt tay nút bấm, hướng mặt về trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Và bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em đâu. Nhưng quan trọng là ít nói quá là không có thể hiện được. Lớn tuổi nữa. Không phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Và bấm. Hết thời gian à. Một khoảng lặng nữa.
Vì sao em quyết định không bấm? Thứ nhất là em thì có cái cảm giác mà em thích ai thì sẽ gặp được ánh mắt đầu tiên thì em sẽ thích. Còn như anh bên ghế đỏ thì em cảm thấy là mình không có cái rung động nhiều. Dạ đúng rồi. Còn em? Em nghĩ là bạn rất là dễ thương, mà cái cách bạn nhìn em cũng rất là dễ thương. Em nghĩ là em muốn gặp bạn sau chương trình này để mình có thể làm bạn và kết nối với nhau. Chứ không phải chọn đúng không? Tại sao em bấm? Bạn cũng giống như cái mẫu người mà em cũng thích. Nếu như hồi nãy em nói những cái điều đó có thể là bạn đã bấm nút rồi. Là mình tìm hiểu sao chứ không cần thiết là sẽ không bấm như thế này. Đây thì hồi hộp quá cái em quên hết. Khi nào mình thích mình phải quyết đoán hơn, mình phải rõ ràng, mình phải nói rõ hơn. Đó, hãy bắt chước anh này nè, nói quá trời đó. Cuối cùng người ta cũng không bấm. Cảm xúc của em sao? Nhưng mà cũng buồn xí vậy. Nhưng mà không sao hết. Tại vì thật sự ngày hôm nay á, khi mà chương trình này phát lên á, chị chắc chắn với em là ai cũng cảm nhận được là em rất là chân thành. Chị thấy em rất là rõ ràng, rạch rồi, có định hướng tương lai thế này. Mọi thứ là một cái người đàn ông chuẩn để có thể lấy làm chồng. Tuy nhiên tình yêu nó đôi lúc nó còn là cảm xúc nữa. Chị tin rằng một người như em chắc chắn là sẽ có được một cái người bạn gái cũng như là một cái người vợ như ý muốn của mình. Bây giờ thì thay mặt cho chương trình, chị Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn đó là một phần quà, là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng đây, cho các em nha. Em. Đối với những cặp đôi mà thất bại thì đừng lo nhé, vì chương trình cũng dành cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân cũng sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.